Chào tất cả các bạn, kênh YouTube của nhà mình thì hôm nay câu hỏi nhiều nhất anh em có hỏi băn khoăn như này. Em đang có nhu cầu mua cái máy tính để làm đồ họa và em thấy một chiếc MacBook nó rất là đẹp và một chiếc máy Win. Thì cho em hỏi là em nên sự lựa chọn cho một chiếc MacBook hay một chiếc máy Win để chúng ta mua làm đồ họa. Thực ra thì mình cũng nói luôn với anh em như này, giữa máy Mac và máy Win nó là hai cái phân khúc và cái nhu cầu sử dụng có thể là giống nhau nhưng hai cái phân khúc máy nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn phải phân biệt rõ. Thằng MacBook thì nó chạy hệ điều hành OS riêng của nó, còn thằng Windows thì nó cũng có chạy hệ điều hành Windows. Và cả hai cái nó đều có ưu và nhược điểm. Thứ nhất, các dòng Windows nếu mà các dòng đồ họa mình cũng nói luôn, nó thường nó to và nó dày. Về nói về hình thức và thiết kế thì nó sẽ không đẹp mắt bằng cái MacBook. Còn riêng về MacBook thì nó mỏng và nó nhìn nó rất là đẹp. Và đặc biệt giá thành của dòng MacBook thì mình cũng nói luôn là nó cao hơn nhiều so với những cái dòng máy Windows bình thường. Thì mình sẽ làm một cái bài phân tích chung để cho anh em lựa chọn làm sao cho nó chính xác và cái nhu cầu sử dụng của anh em thì mời anh em đón xem. Mình xin phân tích về một chiếc máy để làm đồ họa chuyên nghiệp cho dòng Windows. Thì mình cũng nói luôn hiện nay trên thị trường thì máy tính Windows nó sẽ phổ biến hơn nhiều so với một chiếc máy tính MacBook. Đây anh em có thể thấy đây là chiếc Dell Precision M6008, nó một cái máy tính huyền thoại chuyên làm đồ họa kỹ thuật cho anh em làm đồ họa chuyên nghiệp. Đây các bạn có thể nhìn thấy là hình thức bên ngoài thì thước nó rất là hầm hố và nó dày. Màn nó được trang bị lên đến 17 inch. Các bạn lưu ý là dòng MacBook thì dòng đồ họa thường nó chỉ trang bị là màn 13.3 hoặc 15.4. Còn dòng 17 inch thì MacBook đã ngừng sản xuất. Nếu như phân tích về phần kỹ thuật thì mình nói luôn, trên các dòng máy Win nó được trang bị cấu hình mạnh hơn nhiều so với một chiếc MacBook. Thường một cái MacBook thì nó sẽ khiêm tốn hơn, nhưng máy Win chẳng hạn như khả năng mở rộng của Windows, hiện nay cái máy lớn nhất của Windows nó lên RAM lên đến 64GB. Còn một chiếc MacBook lớn nhất bây giờ cũng chỉ dừng lại ở dung lượng 16GB thôi. Kể cả ổ cứng của Mac cũng thế, nó chỉ dừng lại ở dung lượng là 2TB. Và cái công nghệ ổ cứng của Mac thì nó cũng chạy cũng rất là nhanh. Nhưng mà trên Windows thì có thể nó sẽ, nếu mà chúng ta thay những cái chuẩn ổ cứng SSD và công nghệ cao thì vẫn có thể đuổi kịp được một chiếc MacBook. Và màn hình của Windows thì anh em sẽ chọn được từ màn là 14 này, 15.6 đến 17.3 inch. Và hiện nay chiếc màn hình to nhất để làm cho đồ họa với game của một chiếc máy Win đó là chiếc Acer Vector. Màn hình lên đến 21 inch. Còn nói về khả năng về phần mềm thì mình cũng nói luôn là Windows thì tất cả những cái phần mềm về đồ họa thì nó sẽ tích hợp và nói chung là chúng ta sẽ dễ kiếm, dễ tìm hơn so với một chiếc MacBook. Còn nhược điểm của cái dòng Win thì anh em có thể thấy là nó chạy một cái hệ điều hành, mình cũng nói luôn Windows thì có vẻ nó sẽ không tối ưu hóa được phần cứng tốt bằng cái MacBook. Windows thường mình cũng nói luôn nó sẽ ì ạch hơn và nó yêu cầu đòi hỏi phần cứng lớn hơn. Còn trên một chiếc MacBook thì nó sẽ khả năng mở rộng thì nó cũng khó hơn so với trên Windows. Còn Windows chúng ta có thể mở rộng phần cứng từ RAM này, ổ cứng này. Nhiều khi cũng có thể là thay nâng cấp thêm cả một cái cạc màn hình cũng được, còn trên MacBook thì không bao giờ có chuyện đấy. MacBook thì thường nó sẽ option cái cấu hình nó sẽ nguyên luôn và chúng ta mua thì nó có cấu hình ngay từ ban đầu. Đấy. Còn theo như tôi, nếu mà anh em mà làm việc chuyên nghiệp thực sự thì chúng ta vẫn phải chọn một chiếc máy Win, bởi vì trong cái hệ thống cơ quan nhà nước hay ở công ty thì tôi cũng nói luôn là các máy tính Win thì cái khả năng tương thích của nó sẽ lớn hơn. So một chiếc máy tính Mac, mình xin lỗi mình nhầm. Còn mình nói luôn về một chút về hiệu năng. Nếu về nói về cái hiệu năng phần cứng thì trên một chiếc máy tính Windows chắc chắn nó sẽ trang bị phần cứng mạnh hơn nhiều so với một chiếc MacBook và nó đòi hỏi các thứ, ví dụ là khả năng nâng cấp nó cũng lớn hơn. Ví dụ như trên một chiếc máy tính Windows hiện nay nó trang bị cấu hình rất là khủng, chẳng hạn như là có thể chuyên biệt cả GTX chẳng hạn. Hiện nay chiếc cả GTX lớn nhất trên một chiếc máy tính Windows nó lên đến SLI 1080, có nghĩa là dung lượng cạc lên đến 16GB. Còn hiện nay trên một chiếc MacBook thì dung lượng dừng lại cho chiếc 15 inch thì nó chỉ 4GB thôi. Và kể cả những cái cạc chuyên nghiệp về đồ họa chẳng hạn như LVL Backdoor M5000M với dung lượng 8GB thì nó vẫn có, những trên chiếc máy xử lý đồ họa trên các dòng Windows nó sẽ có hơn. Bây giờ nếu mà nói về khả năng nghiền phần cứng thì mình đánh giá Windows nó sẽ tốt hơn so với một chiếc MacBook. Mà đánh giá khả năng tương thích và làm việc chuyên nghiệp thì mình cũng đánh giá là chiếc máy tính Win nó sẽ hơn máy tính Mac. Và bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn về chiếc máy tính Mac. Mình sẽ làm cái phân tích về máy tính Mac. Mình cũng nói luôn MacBook thì được gắn liền với cái giá thành rất là đắt đỏ, nhưng mà cái khả năng về phần cứng và khả năng nâng cấp thì nó sẽ nghèo nàn hơn so với chiếc máy Win rất là nhiều. Nhưng mình cũng nói luôn riêng về cái hệ điều hành của Mac, nó tối ưu hóa phần cứng cực kỳ tốt. Kể cả anh em cũng thấy là chiếc iPhone nó được trang bị cái cấu hình nó khá là khiêm tốn so với những chiếc máy chạy Android. Nhưng chiếc iPhone nó chạy hoàn toàn là mượt. Còn mình đánh giá riêng về phần mềm của dòng Mac thì thực sự với các bạn hiệu năng nó chạy cực kỳ ổn định. Đặc biệt là cái thiết kế của máy, tất cả những máy Mac thì tôi cũng nói luôn trên thế giới, kể cả nam nhân nữ chúng ta hoặc các bạn già nhưng mà trẻ, nhìn cái máy Mac chắc chắn là mọi người rất là thích, rất là yêu, bởi vì nó rất là đẹp. Nhưng cái nhược điểm của máy Mac thì anh em biết là giá thành đắt với khả năng nâng cấp phần cứng nó rất là nghèo nàn, hầu như những cái mẫu máy mới là không thể nâng cấp được.
Còn nếu mà nói về trang bị hiệu năng trên một chiếc máy mát thì mình cũng nói luôn nó chạy rất là tốt. Công nghệ của nó hoàn toàn tiên tiến mà nó khả năng tối hóa phần cứng tốt. Chẳng hạn như một chiếc MacBook Pro Retina 15 inch như này, anh em thấy là về hình thức thiết kế của nó rất là đẹp, đặc biệt là công nghệ màn hình Retina sắc LED. Trên các dòng MacBook thì hiện nay thì trang bị cấu hình phần cứng khủng nhất cho một chiếc MacBook Pro Retina để làm việc chuyên nghiệp thì nó cũng chỉ dừng lại ở vi xử lý Core 7 thế hệ 7. Và các màn hình của nó chạy của hãng AMD với dung lượng là 4GB và RAM trang bị trên máy là chỉ có 16GB thôi. Và không có phiên bản dung lượng 32 hay 64GB trên một chiếc máy tính Win. Và khả năng ổ cứng của nó thì bản nâng cấp cao nhất cho một chiếc MacBook Pro Retina phiên bản 15 inch nó lên đến 2TB. Và cái khả năng truyền tải dữ liệu của nó hiện nay chiếc MacBook là đang đứng đầu thế giới về khả năng truyền tải dữ liệu của ổ cứng, nó là nhanh nhất. Trên Mac thì mình đánh giá những cái này tiêu chí này khá là ok này. Màn hình đẹp, thiết kế đẹp, phần mềm chạy tốt, bảo mật cao và khả năng phần cứng cũng khá là ok. Còn cái nhược điểm của nó thì mình cũng đã nói ngay từ đầu video rồi, đó là đắt và khả năng nâng cấp phần cứng là không có. Còn nếu mà thực sự mà để làm việc như render hay là làm những cái dựng phim thì người ta phải đòi hỏi, ví dụ như MacBook hãng Apple này nó đã có cái cây gọi là Mac Pro nhưng mà nó giá thành rất là đắt đỏ, thường nó khoảng hơn 100 triệu cho những phiên bản mới, thì nó sẽ đủ hiệu năng để mà chạy đua với những chiếc máy tính Win. Nhưng mình nói luôn đấy là cái máy tính bàn chứ không phải là máy tính xách tay. Còn nếu mà MacBook Pro Retina thì cao nhất cũng chỉ là như vậy thôi, thì nó chủ yếu là phù hợp với anh em mà nói chung là yêu cái đẹp này và sử dụng làm những cái công việc mà nó chưa phải đến mức chuyên nghiệp hẳn. Mình cũng không phải là bảo cái MacBook nó không thể đánh làm được chuyên nghiệp hẳn, nhưng mà nếu mà phần cứng so với Windows thì nó thấp hơn rất là nhiều. Và để khả năng mà làm những cái, chẳng hạn mình nói đơn giản thôi, chiếc MacBook mà để chạy nhiều máy ảo thì chắc chắn nó sẽ không thể chạy bằng Windows được. Bởi vì máy ảo thì nó sẽ chạy cần rất nhiều RAM, mà RAM trên Mac nó chỉ 16GB thôi. Hoặc là những cái game mà để cực khủng, hoặc là những cái đồ họa cực khủng thì nó yêu cầu này khả năng xử lý của cả màn hình, khả năng xử lý của ổ cứng hay là xử lý của những cái CPU chẳng hạn, thì chiếc Mac nó sẽ khiêm tốn hơn rất là nhiều. Chính vì thế là mình không thể đánh giá quá cao. Nếu mà dùng MacBook chơi game thì là mình nói luôn là chẳng ai mua MacBook để chơi game cả, nó lãng phí, không thể bằng Windows được. Hoặc là khả năng làm đồ họa của Mac thì nó chỉ đánh giá ở mức khá thôi, chứ nếu mà để đánh giá chuyên nghiệp để mà so với máy tính Win thì mình nói luôn là Mac nó sẽ không đuổi theo được. Mac nó được đánh giá cao, thứ nhất là hình ảnh này, kể cả những cái cổng kết nối của nó hiện nay, mà cái cổng mới của nó gọi là Thunderbolt 3, cái tốc độ kết nối ra bên ngoài của nó truy xuất lên đến 40GB một giây. Nếu mà so với máy tính Win thì nó vẫn còn đang được gọi là đứng đầu. Với khả năng tối hóa phần cứng của Mac là tốt, mình cũng nói rồi. Còn anh em thích đẹp, thích sang hoặc là thích cái sự ổn định, mà thích cái sự tinh tế thì chúng ta sẽ dùng Mac. Nhưng mà nếu mà anh em có điều kiện thì tôi cũng nói luôn, những người đây là tôi nói vui thôi, có điều kiện thì anh em ta sẽ sở hữu một chiếc MacBook hoặc sở hữu một chiếc máy Win. MacBook thì để làm những cái công việc làm sao nó đơn giản mà ở mức gọi là khá, còn những cái máy Windows chúng ta vẫn cần làm ở mức chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ chọn máy Win. Đây là cái kiến thức của tôi thôi chứ không phải là áp dụng cho các bạn hoàn toàn, thì anh em xem những cái như nào thì hợp lý. Còn nếu mà đánh giá về hình thức, tôi đánh giá Mac sẽ hơn. Còn đánh giá về hiệu năng xử lý, mình đang nói ở bài này là xử lý về đồ họa, thì tôi đánh giá chiếc máy tính Win nó sẽ hơn so với chiếc máy tính MacBook. Còn hiện nay trên thế giới, các hãng máy tính mà để cạnh tranh như phân khúc mỏng nhẹ và cả trang bị công nghệ màn hình khủng thì hiện nay mình phải nhắc đến nó là tất cả các hãng, chẳng hạn như Dell này, HP này, Asus này, Lenovo này, nó đều có phân khúc cao cấp riêng. Thì anh em có thể thấy đây trên bàn này nó là chiếc Dell XPS 9550. Còn hiện nay của nó có phiên bản cao nhất để dành cho anh em làm đồ họa, đó là chiếc 5520. Nó được trang bị cấu hình mỏng nhẹ như thế này, nhưng nếu mà để so với MacBook, tôi khẳng định chiếc 5520 nó ăn đứt chiếc MacBook Pro Retina nếu mà chạy hiệu năng về phần đồ họa. Anh em có thể thấy hình thức bên ngoài của chiếc máy Win này rất mỏng. Đặc biệt là ở trên chiếc phiên bản 9550 nó được trang bị cả GTX 960, hoặc là trên chiếc 9560 nó được trang bị GTX 1050. Thì anh em có thể thấy là mình nổi bật nhất của chiếc XPS đó là cái công nghệ màn hình chạm viền, cũng không thua kém gì so với một chiếc MacBook cả. Mình cũng đánh giá khá là cao ở phiên bản thiết kế của Dell XPS 9350 này. Ở đây là 9550. Anh em có thể thấy là màn của nó tràn viền này, rất là đẹp. Và độ phân giải trên chiếc màn hình này nó lên đến 4K, có nghĩa là 3840 x 2160. Nó sẽ cao hơn so với một chiếc MacBook 2880 x 1800. Nếu mà đánh giá độ phân giải chiếc hiện nay trên chiếc máy tính Win nó vẫn hơn so với một chiếc MacBook. Còn trọng lượng của nó thì mình nói luôn cũng chỉ 2kg, với vỏ nhôm nguyên khối và vật liệu sợi carbon, vật liệu sợi carbon nằm ở trên cái tun vân tay, nằm ở trên cái mặt tí tay. Khá là đẹp, ấn tượng.
Còn nếu mà thích cứ mỏng nhẹ thì mình cũng nói rồi, chúng ta sẽ chọn, nếu mà máy tính Queen thì chọn các dòng IPS, hoặc nếu mà dòng đồ họa thì chúng ta sẽ chọn PlayStation 5510 hoặc 5520 của Dell. Mình đánh giá tổng quan và ngắn gọn như này để cho anh em lựa chọn mua cái máy đồ họa này. Nếu thực sự các bạn làm đồ họa ở mức hàng nặng và cần những cái phần mềm mà chúng ta là dễ sử dụng thì chúng ta nên chọn các phiên bản máy tính chạy Win. Còn nếu mà chúng ta làm ở mức đồ họa tầm trung và tầm khá thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn được một chiếc MacBook. Nếu mà đánh giá về hiệu năng và khả năng mở rộng phần cứng thì tôi nói luôn máy Win nó ăn đứt thằng MacBook. Còn nếu mà khả năng tối ưu hóa phần cứng tốt thì MacBook nó sẽ hơn máy tính Win. Còn hiện nay mà chúng ta thích mỏng nhẹ hoặc là ở các phân khúc Ultrabook mà vẫn có thể làm đồ họa được thì hiện nay kể cả Lenovo này, HP này, Dell này hoặc các thương hiệu máy tính khác đều có, đó là chiếc Dell XPS 9550 hoặc 9560. Còn nặng hơn thì chúng ta sẽ chọn chiếc 5510 Precision, máy chạm mỏng nhẹ, và chiếc 5520 là mới nhất của Dell cũng khá là ổn. Còn với giá thành thì mình cũng nói luôn, giá thành một chiếc máy tính mà làm đồ họa chuyên nghiệp của các hãng khác cũng tương đối là đắt, nếu mà làm ở phân khúc năm 2017 mà làm thực sự mà ngon. Trong chiếc laptop này mình không nói là PC thì anh em phải đầu tư ở mức tài chính tầm 25 đến 50 triệu. Có những cái phiên bản máy tính Dell lên đến hơn 100 triệu. Chứ còn nếu mà MacBook chiếc đắt nhất của nó thì hiện nay phiên bản năm 2017 cũng chỉ dừng lại ở hơn 70 triệu đồng thôi. Nếu mà so máy tính Win thì cũng không phải là giá thành quá đắt đỏ. Đây chỉ là những kiến thức của mình và không phải là những cái mà nó chỉ áp dụng cái sự hiểu biết của mình thôi. Còn nếu mà anh em cảm thấy hợp lý thì anh em nên đánh giá, thứ nhất đó là cái ở cái phân khúc là chúng ta còn mình gọi là cái chúng ta phải nhận định là chúng ta cần dùng cái gì hoặc làm cái gì. Còn nếu có điều kiện thì tôi cũng nói luôn các bạn sẽ sắm một chiếc máy Win, một chiếc máy mạng để cạnh nhau, tôi nói thực sự rất là sướng và trải nghiệm hai cái hệ điều hành hoàn toàn khác nhau, ngon lành, ok. Còn chương trình của mình đến đây là kết thúc. Anh em có những cái câu hỏi hoặc là cái cần thực sự đánh giá thì những sản phẩm công nghệ thông tin vui lòng comment ở bên dưới, mình sẽ tổng hợp và biên tập trả lời video như này thôi. Còn sự hiểu biết của mình đôi khi cũng bị các bạn gạch đá, nhưng mình cũng nói luôn mình cũng giống như các bạn thôi, mình chỉ tìm hiểu mà mình sẽ nói theo cái kiến thức của mình thôi. Còn nếu mà anh em nào cũng cảm thấy không hài lòng thì cũng comment để mình sửa hoặc để mình giúp nghiệm lại. Thân chào anh em, hẹn gặp lại.